bé mèo bức xúc vì ngửi thấy mùi mèo lạ trên cơ thể Sen. Hãy chắc rằng bạn có một tình yêu chung thủy khi nuôi mấy ông hoàng thượng này, nếu không kết quả sẽ cay đắng đấy. Hôm nay về nhà bà ngoại chơi, cô gái này có lỡ ôm chú mèo nhà bà một xíu. Vậy mà đến lúc về nhà, bị hoàng thượng nhà mình đè ra tra khảo thế này đây. Sau một hồi hít lấy hít để, nó chắc chắn rằng cô Sen nhà mình đã có sự thân thiết nhất định đối với con mèo nhà bà ngoại, kẻ thù không đội trời chung của nó. Thế là nó trổ quạo, lật mặt quay ra tấn công luôn cô Sen. Từ lúc bà ôm kẻ thù của tôi trên tay, chúng ta đã không còn là chủ tớ gì nữa. Đến đây và tiếp chiêu đi. Trước sự hung dữ bất ngờ của chú mèo nhà mình, cô gái không biết phải làm gì cho phải, chỉ biết hoảng hốt hét lớn, đồng thời mau đi tìm chỗ nấp. Cơn giận của hoàng thượng không phải ai cũng chịu được mà. Ngoại tình bình thường đã không chấp nhận được, nay ngoại tình với kẻ thù không đội trời chung nữa thì toang luôn. Cũng may là sau đó không biết cô Sen đã chiêu dụ bằng cách nào mà cả hai hiện tại đã đi vào trạng thái đình chiến. Cập nhật tình hình, cô cho biết hiện nó đang nằm ngủ sát bên cạnh mình với tâm trạng khá vui vẻ. Đó nên là mấy con Sen nhớ chú ý nha, đừng đi ăn vụng bên ngoài, có thì chùi mép cho kỹ vào, chứ khổ lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.